Kunta, đầu lĩnh cấp cao của Thương hội, Bái Tế, người đến đủ chưa? Rồi. Vậy hành động. Tất cả nhớ kỹ, nghe theo mệnh lệnh của tôi. Đừng nổ súng lung tung. Dạ. Không có. Không có. Thuốc viện ở đâu? Có mai phục. Giết hết bọn chúng. Giết hết bọn chúng. Giết hết đi. Cút đi. Cút đi. Chỉ có mấy người mà dám tới địa bàn của ông làm loạn sao? Đánh đi! Đánh đi! Hạ hết chúng! Đánh đi! Thanh Nhàn ở đâu? Nói mau! Ở đâu? Nói! Ở đâu? Nói! Nói! Đừng nổ súng! Nè, Thanh Nhàn ở đâu? Thanh Nhàn ở đâu? Tại sao cô lại nổ súng? Tại sao cô lại nổ súng? Nổ súng đi! Không có anh ấy cô chết rồi. Không có anh ấy cô chết rồi. Cút đi! Nói chuyện đi! Rốt cuộc tới đâu hỏi? Anh đừng nôn nóng. Tùy vào tình hình, tùy cơ ứng biến đi. Anh có nghe nói tới xưởng chui không? Tôi đặt người này thắng. Anh làm gì vậy? Đưa tôi. Chẳng phải đi tìm chị tôi sao? Đúng là đi tìm chị. Vậy chị tôi đâu? Trả cho tôi. Đi tìm chị không cần tiền sao? Anh biết đường đi không? Anh không cần ăn cơm sao? Cược người này mới thắng. Sao anh biết người đó sẽ thắng? Không ai biết đánh. Em trai, bộ đánh giỏi lắm sao? Đúng vậy. Đám người của anh tới một người thì đánh một người, tới hai người thì đánh một cặp. Vậy chúng ta cá một ván đi, một ăn năm. Nếu thắng thì lấy tiền đi, nếu thua thì để tiền lại. Được. Chắc chắn hắn biết chị của anh đang ở đâu. Đánh thắng hắn, chắc chắn sẽ tìm được chị anh. Đi. Đi. Mấy người? Sao mấy người chơi ăn gian quá vậy? Hai người luôn. Chẳng phải mày nói một người đánh được hai người sao? Đứng lên! Đứng lên! Đứng lên đi! Thắng rồi! Thắng rồi! Thắng rồi! Thắng rồi! Chị tôi đâu? Vui lên đi! Sắp sửa có tin tức rồi! Thắng rồi! Thắng rồi! Thắng rồi! Phim được dịch bởi lồng tiếng tại iFilm. Thắng rồi! Quyền Dương! Quyền Dương! Quyền Dương! Anh sao vậy? Cầm đi. Cầm lấy đi. Anh sao vậy? Con người của tôi trước giờ không bận tâm tới tiền. Có phước cùng hưởng, gặp họa thì anh gánh. Tôi không cần tiền, tôi cần chị tôi. Lúc nãy người đó đánh thua nên đã nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy. Vậy đi, ngày mai tôi lại đi với anh. Tôi không tin không tìm được hắn. Tôi hỏi anh, có thật là chúng biết xưởng chui ở đâu không? Tôi hỏi rồi, ai cũng nói là không biết. Anh đừng tức giận. Sao anh ngốc quá vậy? Anh nghĩ đi, chắc chắn đám người đó cố tình không nói cho anh biết. Anh có danh tiếng không? Anh có địa vị không? Chúng có quen biết anh không? Tại sao phải nói cho anh biết? Có điều cái gì? Nếu như anh trở thành quyền dương số 1 ở Ba Công, thì tôi dám bảo đảm sẽ có cả đống người tranh giành nhau tới cung cấp tin tức cho anh. Phải làm sao trở thành quyền dương số 1? Dĩ nhiên nhờ vào thi đấu vật. Anh tài giỏi như vậy, tới chừng đó số người dò hỏi tin tức chị của anh sẽ nhiều hơn một mình anh. Còn có người phụ nữ của Đức Vinh nữa. Không thành vấn đề, đi thôi. Đừng tức giận mà, đi thôi. Đi. Cô có gặp người này không? Cô có gặp người này không? Có, đi theo tôi. Cô từng gặp sao? Đi theo tôi. Gặp ở đâu? Cô làm gì vậy? Đứng lên, chẳng phải anh thích kiểu nữ sinh sao? Biến đi. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Này! Không hay rồi, không hay rồi. Có một tên điên đánh người của chúng ta. Mau đến đây. Sếp ơi, sếp ơi, xảy ra chuyện rồi sếp. Gia Tùn, đại ca Bang Wala, Mây Chua, người tình của Gia Tùn. Tao biết rồi. Đại ca Sotun chết rồi. Chết hả? Tại sao lại chết? Bị Lan Gia bắn chết. Sotun làm sao lại chết? Làm sao có thể chết trong tay con đàn bà đó được? Nói lại từ đầu cho tao nghe. Đúng ra chúng ta sắp giải quyết hết đám người của Mộ Trinh rồi, nhưng không biết từ đâu chạy ra một người cứu được Lan Gia. Sau đó lại tới kẻ giúp sức, chúng tôi đánh không lại. Phế vật. Mày nói lại lần nữa. Tụi bay hơn 30 người, giải quyết không được 3 người sao? Hai tên tới xen vào, thật sự quá mạnh sếp. Tên già kia không có tới sao? Dạ không thấy. Chỉ có Lan Gia và Sanai. Sanai cũng bị chúng ta giết rồi. Tụi bay giết tên đó làm cái gì? Đúng thật là cáo già. Sotun tên ngu ngốc lại tin vào kế hoạch này. Các anh thật sự không định đi cùng tôi sao? Cảm ơn. Tôi chưa muốn có dính líu tới xã hội đen. Anh suy nghĩ lại đi mà. Suy nghĩ thêm đi. Cô hai, dù gì Đức Vinh cũng từng cứu mạng cô. Lần này Mộ Trinh, nếu không bảo vệ chúng tôi, thế nào Bang Wala cũng tìm chúng tôi trả thù. Nghĩ thông suốt rồi thì đến trang viên Mộ Trinh tìm tôi, nói tên của tôi, sẽ không ai làm khó anh. Nghĩ đi, 3 người đó có lai lịch ra sao? Không biết thưa sếp. Tên thứ nhất là người Trung Quốc, nhìn rất lạ mặt. Một tên khác có mang khăn bịt mặt, không nhìn rõ mặt. Còn có một tên, 2 ngày trước tôi nhìn thấy ở chỗ đánh võ đài. Không biết từ đâu chui lên, nhưng không ai đánh thắng nó. Ai đặt tiền cược cho nó cũng thắng. Gọi điện thoại đến võ đài để anh điều tra. Tại sao Sotun lại chết? Được rồi, tôi sẽ tin anh một lần. Mày nói đi, tao có nên khen thưởng cho mày không? Anh à, sao anh không chịu đi chứ? Bang Wala mà không đến tìm chúng ta gây sự, tôi theo họ anh luôn. Bây giờ chỉ có hiệp hội Mộ Trinh có thể cứu mạng chúng ta thôi. Được rồi, giặc đến thì đánh. Lúc nãy cậu đeo bịt mặt thì ai nhận ra cậu chứ? Lúc nãy không phải tôi bỏ ra rồi sao? Được rồi, về bệnh viện trước đi. Chắc là bác sĩ Diệp lại nặng tay với tôi nữa rồi. Đức Dinh, anh ghét cô gái đó hả? Bác sĩ Diệp sao? Lan Gia đó cũng không hẳn là ghét, chỉ là... Được rồi, không nói nữa. Tóm lại là manh mối quan trọng nhất đã mất rồi. À đúng rồi, sao hai cậu lại biết tôi ở chợ rau? Tiểu Thất lo lắng cho anh nên đi theo anh, sau đó lại nói với chúng tôi. Chắc chắn là bác sĩ Diệp dặn dò cô ấy, sợ anh xảy ra chuyện. thật khó để trả nợ. Đứng lại. Anh qua đi. Bác sĩ Diệp, thật xin lỗi, tôi không thích nhất là nghe ba từ này. Nếu sự việc xảy ra rồi, nói xin lỗi thì có tác dụng gì? Hơn nữa, anh cũng không làm gì có lỗi với tôi hết. Anh chỉ làm những việc anh cần làm mà thôi. Thật sự tôi không nghĩ tới Bang Wala dám liều mạng với Hiệp hội Mộ Trinh. Đợi tôi giúp anh xử lý vết thương xong, để sóng bự đưa các anh đến Hiệp hội Mộ Trinh tránh đầu gió. Bang Wala có phát điên cũng không đi đến đó. Làm cô lo lắng rồi. Sao hả? Có manh mối về bạn gái anh chưa? Người biết được về manh mối cô ấy. Chết rồi. Những người khác thì sao? Họ đều là những tên côn đồ được thuê tới không biết gì hết. Chỉ cần Lan Gia không sao thì lần này Hiệp hội Mộ Trinh thiếu các anh một ân tình lớn. Đi tìm bọn họ giúp đỡ, nhất định sẽ có manh mối. Thôi đi. Bạn gái anh mà biết nhất định rất an ủi. Có một người nguyện ý vì cô ấy vượt bao khó khăn, núi đao biển lửa. Hai chúng tôi từ nhỏ là cô nhi, hoạn nạn có nhau. Là tôi đánh mất cô ấy. Cũng không biết hiện giờ cô ấy bị chịu tội ở đâu nữa. Phim được dịch và lồng tiếng tại cho nên anh tuyệt đối đừng lấy cứng đối cứng nữa, có biết không? Bây giờ anh là hy vọng duy nhất của cô ấy. Chỉ có sống sót mới cứu được cô ấy ra. Khốn kiếp thật. Hội trưởng, đã là lúc nào rồi? Phải sống mái với tên khốn nạn Gia Tùn đó. Ông còn chờ đợi gì nữa? Nghe nói mấy năm nay Gia Tùn tàn trữ cho mình không ít súng đạn. Nhưng tướng quân cũng mắt nhắm mắt mở. Tướng quân đó hả? Chỉ biết có tiền. Elochi, có phải anh chưa đưa đủ tiền không? Này, anh đừng có ở đây ăn nói nhảm nhí. Hội trưởng, hiện nay trong thương hội của chúng ta có một nửa thu nhập đều đưa cho tướng quân. Đây là gì? Là cái động không đáy. Tôi vẫn luôn nghĩ chuyện làm ăn của chúng ta có phải quá bảo thủ rồi không? Dù gì thời đại đã thay đổi rồi. Ê Tan, anh có ý gì? Anh muốn trồng cần sa sao? Anh đừng có nói bậy. Hội trưởng, tôi không có ý đó. Gần đây tôi có quen biết một số thương nhân người Trung Quốc. Anh ta nói đồng ý đầu tư để chúng ta xây một sòng bạc hoành tráng, chỉ với một điều kiện, sau này cho anh ta đảm nhận mảng điện tính ở Ba Công. Hắn ta cũng tính toán lắm. Điện thoại cố định cũng được đi, nhưng điện thoại di động thì khác. Đó là ngành hái ra tiền. À đúng rồi, còn mạng Internet nữa. Mạng Internet là cái thứ gì? Kunta. Thi thể của các anh em đã thu lại hết chưa? Đã đưa về trước cửa trang viên rồi. Chuẩn bị đưa tiễn các anh em. Được, tôi biết rồi. Tất cả mọi người mang súng theo tôi. Bao vây bệnh viện nhỏ ở làng Hòa Bình. Ông sẽ tự tay bóp chết hai tên khốn đó. Bang Wala sẽ đến, tôi không đi. Mục tiêu của bọn chúng là các anh đi rồi, chỗ này mới an toàn. Nói rất đúng, nếu như ở lại, đến lúc đó hai bên đánh nhau rồi, phòng khám nhất định không giữ nổi. Cùng nhau đi, ở lại rất nguy hiểm. Đức Dinh, chủ nhà đều đã đuổi khách, sao còn không đi? Người Trung Quốc các anh, có kiểu quy tắc như vậy sao? Chúng ta đi. Tiểu Thất, cô trốn trong phòng, đừng nhúc nhích. Bao dây hết cho tao. Ô, đại ca Gia Tùn à, đã lâu không gặp. Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy? Bác sĩ Diệp càng ngày càng xinh đẹp. Sao rồi? Sức khỏe đại ca bây giờ yếu như vậy, xem bệnh thôi mà cũng cần nhiều người như vậy sao? Yên tâm, có súng thì thân thể khỏe ngay. Anh dù gì cũng là đại ca của Bang Wala, nửa đêm đến ức hiếp một người con gái. Người này đã từng cứu mạng anh, nói ra ngoài, thể diện của anh còn không? Phim được dịch và lồng tiếng bác sĩ Diệp. Tôi đã từng nói với cô rồi, chỗ này của cô rất đen đủi. Tôi rất không muốn đến. Hôm nay đến đây đều là vì người bạn mới của cô. Chỗ của tôi đều là người bệnh, chỗ nào ra bạn bè? Anh nói đến người Trung Quốc đó hả? Thế nào? Cấp dưới bị một người bệnh giết chết. Đầu sỏ địa phương như anh cũng thật yếu ớt. Đừng cho là tôi không dám xử cô. Dù là loại phụ nữ như cô, tôi không có hứng thú. Nhưng bọn chúng thì không chọn đâu. Đừng đóng kịch nữa. Nói, người đâu? Chỗ của tôi chỉ là phòng khám nông thôn. Người bệnh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm sao tôi biết được? Năm đó không phải anh cũng vậy sao? Đừng có nhắc năm đó với tôi, không nhắc không được. Sợ anh quên rồi. À, được, tôi không quên. Cô thật sự không biết bọn chúng ở đâu sao? Tôi biết chứ. Nói đi. Nghe họ nói đắc tội với đại ca Gia Tùn anh, nên đi đầu quân vào hiệp hội Mộ Trinh rồi. Đừng lấy hiệp hội Mộ Trinh lại hù tôi. Gia Tùn tôi không sợ gì hết. Nhưng mà tôi vẫn là không tin cô. Người đâu? Lục soát cho tao. Chúng tôi là ân nhân cứu mạng của cô hai. Đây là quy tắc. Họ nói gì vậy? Hắn nói đây là quy tắc. Anh, chúng tôi đã tìm hết rồi, không có người. Lần sau có nhận người bệnh thì mở mắt nhìn kỹ vào cho tôi. Bác sĩ Diệp, tôi hy vọng mỗi lần cô đưa ra lựa chọn đều là đúng. Đi. Khách quý tới nhà. Chào mừng, chào mừng. Là hội trưởng Hiệp hội Thương mại Mộ Trinh, Tha Sung. Ba ơi, chính là họ. Một đêm nhiều chuyện xảy ra. Nếu như lúc nãy có gì mạo phạm, xin đừng trách móc. Hiểu được mà. Ông là người Hoa. Đầu những năm 1980, ba tôi qua Trung Quốc làm ăn, cũng đã sống ở đó vài năm. Hiện giờ cũng thường qua lại buôn bán với người Hoa. Lúc ở bên đó, tôi kinh doanh cao su, kiếm được thùng vàng đầu tiên. Cho tới bây giờ, hễ gặp được người ở bên đó qua, thì tôi có cảm giác rất thân thiết. Tôi cũng thích văn hóa bên đó, vì vậy đã kêu con gái học chuyên ngành Trung văn. Hèn gì mấy người nói tiếng Hoa lưu loát như vậy. Tôi nhớ đất nước cậu có câu nói: một giọt ơn nghĩa báo đáp cả con sông. Nếu không nhờ hai cậu ra tay cứu giúp, thì con gái tôi sẽ không thể sống sót quay về. Đây chính là ơn cứu mạng. Lan Gia, sao không mời ân nhân dùng trà? Dạ. Cậu em, có những thứ phải từ từ thưởng thức thì mới thấy thú vị. Giống như tách trà này vậy. Khu Ba Công rất nóng. Có lẽ mấy cậu thấy chưa quen. Có điều, trà của tôi khá ngon. Là trà Bích Hoa Xuân hái trước Thanh Minh. Uống trà vào sẽ thấy giải khát bớt nóng bức. Chúng tôi sống qua loa, thực tình không biết thưởng thức trà. E rằng đã phụ lại ý tốt của ông. Tốt hơn tôi chờ cho trà nguội rồi mới uống. Đương nhiên đám thanh niên các cậu không cảm nhận được câu nói người đi trà nguội thê lương cỡ nào. Cũng tại tôi suy nghĩ không chu đáo. Hay là đổi vài chai bia thì sao? Chúng tôi không tới chỗ ông để nhậu nhẹt. Tôi sẽ không nói chuyện thừa thãi. Tôi chỉ muốn nhờ ông che chở. Tôi tới đây là vì chuyện của Bang Wala. Người mà cậu muốn tìm có phải có dính líu tới Bang Wala không? Ông cũng biết rồi sao? Hôm đó có hỗn loạn ở phố vàng là do cậu gây ra đúng không? Tôi có thể giải thích chuyện này. Nếu là hiểu lầm, vậy thì sau này đừng nhắc tới chuyện nhỏ nhặt này nữa. Tuy Ba Công không rộng lớn, nhưng mà thành phần hỗn tạp. Muốn tìm một người cũng giống như mò kim đáy bể. Có điều Hiệp hội Mộ Trinh chúng tôi trước nay rõ ràng chuyện ân oán. Mấy cậu đã cứu Lan Gia, vậy chuyện của mấy cậu tôi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chị của tôi, người yêu của anh ấy, bị bắt tới xưởng chui làm việc nặng nhọc. Về đi, tôi giúp cậu. Tôi xin nhận ý kiến của ông. Tôi chỉ muốn tới đây nhờ ông che chở. Người của Bang Wala độc ác tàn nhẫn. Tôi sợ bạn bè ở bệnh viện bị liên lụy. Cậu đang muốn nói tới nhà họ Diệp ở làng Hòa Bình. Hiện giờ Bang Wala đang đi khắp nơi tìm mấy anh. Nghe nói Gia Tùn đã dẫn theo mười mấy người tới làng Hòa Bình. Mấy anh đầu quân cho chúng tôi mới giữ được mạng sống. Tôi nghĩ cô Lan Gia hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn nhờ Hiệp hội Thương mại Mộ Trinh chiếu cố bệnh viện. Còn chuyện của tôi, dù là chạy trốn hay là tìm người, tôi đều sẽ tự mình giải quyết. Tự mình giải quyết? Tự mình giải quyết kiểu gì? Giang hồ đã tung ra lệnh truy sát. Anh thật sự cho rằng chỉ cần dựa vào nắm đấm của mấy anh thì có thể đục lỗ Bang Wala sao? Cậu em, mấy cậu tới Ba Công bằng cách nào? Người nước ngoài tới Ba Công phần lớn đều đi tàu của Bang Wala. Mọi chuyện là như vậy, tin hay không thì tùy ông. Cậu Tiêu đúng là người có tình có nghĩa. Số của anh ấy là anh hùng cứu mỹ nhân. Cậu im đi. Tôi cứu cô Lan Gia chỉ đơn thuần là anh cứu tôi, dĩ nhiên xuất phát từ lòng tốt. Vậy tôi hứa với anh, chỉ cần Lan Gia này còn sống thì chắc chắn bệnh viện sẽ không sao. Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở các anh, đừng bao giờ xem thường Bang Wala. Hơn nữa, chúng dám bày kế hãm hại anh em của tôi, chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Hiệp hội thương mại Mộ Trinh chắc chắn sẽ bắt chúng giải thích. Con đi giải quyết đi. Dạ. Dù thế nào thì tôi thấy cậu Tiêu bị thương cũng không nhẹ. Cho dù cậu em của cậu tài giỏi cỡ nào thì tới chừng đó cậu ấy cũng không thể chăm sóc tốt cho cậu, có đúng không? Hay là về đi, trước khi chuyện này được giải quyết, mấy cậu cứ ở tạm ở đây. Bên bệnh viện làng Hòa Bình tôi sẽ cho người tới bảo vệ. Đức Dinh, Đức Dinh, ở lại. Tôi sẽ không ở lại. Nhưng mà chuyện ông hứa với tôi hy vọng ông nói được làm được. Người đi rồi, trà cũng không nguội. Tốt, nói rất hay, có ý nghĩa. Người đâu? Tiễn khách. Bến cảng bị bỏ hoang ở biên giới phía nam Trung Quốc. Mau mau mau, tất cả không được làm biếng. Mày có não không vậy? Chỗ này toàn là xăng. Không muốn sống hả? Mau, mau, mau. Chúng đang vận chuyển hàng gì? Có lẽ là xăng, không chừng trong rương còn có thuốc nổ. Lính bắn tỉa, nhớ canh chừng liên tục mục tiêu số 1. Mau mau mau. Đội trưởng, anh nhìn đi. Lại là anh lính giải ngũ đó. Các tổ chú ý, trên tàu có thuốc nổ, không được nổ súng. Lính bắn tỉa chú ý, phải bảo vệ anh lính đó. Anh ấy không phải thành viên xã hội đen. Rõ. Đứa nào? Đứa nào? Bắt hắn lại. Mau bắt hắn. Phim được dịch và lồng tiếng tại ITV. Tất cả đừng động đậy. Đừng bước tới. Đừng bước tới. Cô gái người qua kia đang ở đâu? Ở đâu hả? Đang ở trên khoang tàu. Ở khoang tàu? Mày là ai? Nói gì hả? Này, lính bắn tỉa chú ý, lính bắn tỉa chú ý, bắn tay súng mai phục trên nóc tàu. Mau cho tàu chạy. Bỏ tôi ra, Thanh Nhàn. Đi chết đi. Đội trưởng, Sotun bỏ chạy rồi, có cần liên hệ cảnh sát đường thủy không? Không kịp đâu, quẹo ra khỏi cửa sông là ra khỏi biên giới. Bên đó là phạm vi thế lực của các phần tử vũ trang, không thể hành động mạo hiểm. Thông báo với các anh em, thu đội. Cứ vậy mà để Sotun bỏ chạy sao? Bỏ chạy? Chưa chắc. Lần này hắn đã cắn nhầm một con sói hung hãn. Sói hung hãn? Anh đang nói tới người lính giải ngũ hay làm rối hành động của chúng ta sao? Anh ta vẫn còn sống à? Báo với chim ruồi, nếu như anh chàng đó thực sự vẫn còn sống thì ráng sức bảo vệ anh ấy. Rõ. Bốn tiếng trước, phòng thẩm vấn cục cảnh sát. Anh nhìn đi, có biết người này không? Không biết. Không biết sao? Trí nhớ tệ không sao hết. Để tôi nhắc anh nhớ. Sotun, đầu sỏ cấp cao ban xã hội đen Ba Công, nhiều lần nhập cảnh phi pháp vào nước ta, dính líu tới rất nhiều vụ bắt cóc, tổ chức vượt biên trái phép và buôn lậu hàng cấm. Lần trước anh ta tới đây là vào ngày 12 tháng 5. Hình như chính là hôm kia. Anh cảnh sát à? Anh nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Nghe không hiểu sao? Anh nhìn hiểu không? Nhìn tấm này đi. Có hiểu không? Tôi không biết người này thật mà. À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Mấy hôm trước anh ấy hỏi đường tôi, nói là muốn tới chỗ nào đó trên đường Giải Phóng. Đường Giải Phóng? Anh có cái đầu bự, đúng là rất giỏi giả bộ. Nhìn coi biết cái này không? Nói đi, ở đâu ra? Tôi lượm được. Đồng bọn của anh không nói là lượm được. Nào, xem hồ sơ mấy năm qua của anh đi. Hút chích, buôn lậu, trộm cướp, chuyện nào anh cũng làm. Năm nay lên trình rồi, bắt cóc luôn. Có biết bắt cóc bị xử mấy năm không? tù chung thân. Nếu như con tin gặp nguy hiểm tới tính mạng thì anh sẽ bị tử hình. Tôi không có làm. Không phải anh làm thì ai làm? Chúng tôi có nhân chứng chứng kiến. Chính là người đã đánh anh. Có muốn gặp anh ta không? Là Sotun. Tất cả là do Sotun kêu tôi làm. Là hắn kêu tôi làm. Đại ca, hành động thôi. Phim được dịch và lồng tiếng lên iFilm TV. Mau lên, mau. Mấy người làm gì vậy? Mau lên, mau. Thanh Nhân. Rừng nhiệt đới ngoài biên giới. Đây là đâu? Không cần sợ. Có Quân Tan. Cậu tên Quân Tan hả? Biết nói tiếng Hoa. Đương nhiên biết. Tôi là người Miến Điện gốc Hoa. Nào, cái này là gì? Giúp anh cầm máu. Vết thương rất lớn. Rồi, nằm xuống đi. Cậu cứu tôi kiểu gì? Là anh cứu tôi. Tôi đã bóp cổ anh. Và lồng tiếng tại iFilm TV. Nè, nấp vô trước đi. Dừng xe. Anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng. Tôi chỉ là người giao hàng. Tôi không thấy hình dạng của mấy anh. Đừng xử tôi. Anh có sao không? Không sao. Không sao thì tốt rồi. Cho chúng tôi đi nhờ xe nha. Còn tưởng gặp phải đám cướp chứ. Nhóc con. Tự nhiên lúc nãy xông ra giữa đường làm xe tôi bị lật. phải đền tiền đó. Chỗ này của tôi, còn chỗ này nữa, đều đã bị thương. Với lại đồ đạc trên xe tôi, rồi còn chiếc xe của tôi, anh đều phải đền tiền. Không có tiền, không có tiền, không có tiền. Hoa La, biết băng Hoa La không? Nhóc con, mày gặp rắc rối rồi. Hoa La. Sóng bự, mau. Bác sĩ Tiểu Diệp. Bác sĩ Tiểu Diệp. Ráng lên người anh em. Bác sĩ Tiểu Diệp. Bác sĩ Tiểu Diệp. Bác sĩ Tiểu Diệp. Bác sĩ Tiểu Diệp. Từ từ thôi. Đi. Mau khiêng vào trong đi. Phim được dịch bởi đầu tiên. Từ từ thôi. Ai Phim TV. Tại sao bị thương? Nổ. Bị phát nổ. Mấy ngày rồi? 3 ngày. Sao giờ này mới đưa tới? Tiểu thất, hồ sơ. Bệnh nhân từ 25 tới 30 tuổi. Nhóm máu không rõ nhóm máu. Nhiệt độ cơ thể 39 độ 8. Mạch đập 45 lần một phút. Vết thương ở phần bụng dài khoảng 9 cm. Miệng vết thương sần sùi, các cơ thịt xung quanh hoại tử dẫn tới viêm nhiễm, cần phẫu thuật gấp. Cứu được anh ấy không? Tôi lái xe nhanh lắm, không dám ngừng phút nào luôn. Hai người ra ngoài trước đi, tôi làm phẫu thuật cho anh ấy. Tiểu thất, đóng cửa. Xin phù hộ anh ấy bình an. Cái này của tôi linh nghiệm lắm, anh sờ thử đi. Khách sạn Hồng Phúc. Khách sạn Hồng Phúc chào mừng quý khách. Dừng tay! Thanh Nhàn đang ở đâu? Nói! Nói! Đứng im! Cảnh sát đi! Sao rồi? Chỗ chúng tôi hết thuốc tê rồi. Hai người đè tay và chân của anh ấy lại cho tôi. Tuyệt đối không được để anh ấy nhúc nhích, biết không? Tiểu thất, đi lấy 2 sợi dây garo, cột họ lại với nhau. Họ tên Đức Dinh. Địa chỉ nhà Trứng Tây đường xã Mảnh Lai. Mấy cái này lúc nãy có người hỏi rồi, bộ trong hồ sơ không có sao? Vừa giải ngũ, đánh đấm rất giỏi, chứng kiến vụ bắt cóc. Có phải anh nên báo cảnh sát trước không? Anh cảnh sát, có phải anh nên lập tức thẩm vấn chúng không? Rốt cuộc chúng đã làm gì với vợ sắp cưới của tôi? Được rồi, tôi hiểu tâm trạng của anh. Mong anh chú ý thái độ của mình. Tôi muốn gặp bọn bắt cóc. Chúng gồm 3 tên. Có một tên xăm hình con voi ở sau óc, còn có một tên hơi ốm. Anh hai, cô gái này cũng không tệ. Em đi hỏi giá nha. Anh hai, em cũng muốn đi. Đồ vô tích sự. Khi nào cần, cảnh sát sẽ nhờ anh hỗ trợ. Bây giờ chỉ cần anh phối hợp. Trung thành với dân, tìm kiếm sự thật, một lòng một dạ trong công việc. Đừng qua đi! Đừng qua đi! Đau! Đau! Gãy tay rồi! Cô ấy đang ở đâu? Nói! Tôi nói! Đang ở bến cảng bỏ hoang gần biên giới. Giao cho người Đông Nam Á đưa đi. Anh ráng chịu một chút, đừng cử động. Tiểu Thất, lấy khăn cho anh ấy cắn. Không cần. Được. Vậy anh có thể nói chuyện với chúng tôi, nhưng tuyệt đối không được ngủ. Nói chuyện. Vậy đi. Tôi nói anh nghe, mấy hôm trước tôi có quen với một em gái chân dài thước 8. Anh là người Hoa. Phải. Còn cô? Ba tôi là người Hoa. Tôi sinh ra ở đây, sau đó sang bên đó học y. Anh làm nghề gì? Tội phạm bỏ trốn sao? Quân nhân. Là trước đây. Vậy anh tới đây làm gì? Chắc không tới du lịch đâu hả? Nếu phải thì anh tới nhầm chỗ rồi. Ba Công không chào đón du khách. Cứu người. Cứu ai? Vợ sắp cưới, bạn gái anh ấy bị Bang Wala bắt cóc. Anh làm vậy là rõ ràng đi tìm cái chết. Anh biết chúng có bao nhiêu người không? Không bận tâm. Không ngờ con người cao lớn đô con như anh mà lại cũng rất si tình, bất chấp tính mạng vì vợ sắp cưới. Anh nói thử xem, vợ sắp cưới của anh tướng mạo ra sao? Cô ấy có mái tóc màu đen, đôi mắt dịu dàng. Lúc cô ấy cười, núi băng cũng phải tan chảy. Có người tới cứu chúng ta. Có người tới cứu chúng ta. Mày đi theo bọn tao. Mấy người làm gì hả? Qua đi. Mấy người làm gì hả? Chẳng phải mày đánh giỏi lắm sao? Xong rồi. Lúc ở trong làng, chỉ có bạn bè chí cốt mới cột tay với nhau. Lấy một sợi cột cho tôi đi. Không đúng, không đúng. Lưng tựa lưng, cột tay lại. Cổng hòn đá, cùng đi 9 bước. Xin Bồ Tát chứng giám, mãi mãi không phản bội.